Chữ đông tinh trùng, cơ hội vàng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Chữ đông tinh trùng là gì? Đây là một kỹ thuật tương đối đơn giản nhưng đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tinh trùng sau khi lấy được bảo quản ở môi trường thích hợp, nitơ lỏng. Thời gian chữ đông ít làm ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng, dù 5, 10 năm hay thậm chí lâu hơn vẫn có thể sinh được em bé. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo tinh trùng tốt nhất khi được sử dụng trong 5 năm đầu. Tinh trùng trước khi chữ đông sẽ được đánh giá chất lượng. Giai đoạn ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng nhất là thời điểm đông tinh và giã tinh. Lúc đông tinh phải hạ nhiệt độ từ 37 độ C xuống âm 196 độ C và ngược lại ở lúc giã đông. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ở hàng trăm độ C dễ khiến chất lượng tinh trùng bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên thực hiện phương pháp này ở các bệnh viện lớn, nơi có đội ngũ bác sĩ uy tín và giàu kinh nghiệm. Ngoài phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI, tinh trùng đông lạnh còn được sử dụng cho thụ tinh trong ống nghiệm. Quy trình chữa đông tinh trùng. Người có nhu cầu chữa đông sẽ làm các xét nghiệm để loại trừ các bệnh lây nhiễm. Đối với trường hợp nhiễm S, phải kiểm tra tinh trùng không chứa virus mới được chữa đông. Tinh trùng sẽ được thu thập bằng cách thủ dâm, cho vào các lọ chứa đã được khử trùng hoặc chọc hút tinh trùng từ màu tinh qua da, thu thập tinh trùng từ sinh thiết tinh hoàn. Thời gian thích hợp nhất để thu thập tinh trùng là cách 3 đến 5 ngày kể từ lần xuất tinh cuối cùng. Tinh dịch được lắc trộn đều với môi trường đông tinh là sperm free. Đây là một chất bảo quản đông lạnh có nồng độ cao, được sử dụng để hạn chế những ảnh hưởng của quá trình làm lạnh lên tế bào. Sperm free có khả năng tan trong nước, tạo liên kết hydro với phân tử nước và có khả năng xâm nhập vào bên trong tế bào, thay thế cho nước bên trong tế bào, giúp làm giảm hình thành tinh thể nước đá bên trong tế bào và giảm tổn thương gây nên do tinh thể nước đá. Sau khi tạo thành hỗn hợp dịch đồng nhất, hỗn dịch này được cho vào cryotube và làm lạnh chậm với nitơ lỏng âm 196 độ C để tránh hiện tượng sốc nhiệt, giảm sự hình thành tinh thể bên trong tế bào, giảm tổn thương bảo quản. Tinh dịch được trữ lạnh trong nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C có thể lưu trữ trong một thời gian dài, có thể vài năm, tùy theo chất lượng tinh trùng. Bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào cũng có thể trữ mẫu tinh trùng để bảo tồn khả năng sinh sản. Đặc biệt hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn và lối sống không lành mạnh ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh sản. Mặc dù ai cũng có nguy cơ giảm khả năng sinh sản, đặc biệt là khi bạn lớn tuổi. Tuy nhiên, các bạn cũng nên cân nhắc không nên đổ xô đi trữ lạnh tinh trùng vì có nhiều trường hợp tinh trùng sau khi giã đông không sử dụng được nữa. Trữ đông tinh trùng sẽ là giải pháp duy trì khả năng sinh sản một cách tương đối, chứ không phải là duy trì sinh sản mãi mãi. Vì vậy, bạn nên đến khám, tư vấn trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa để có những lời khuyên hữu ích. Hãy liên hệ tổng đài 1900 6922, bấm phím 1 hoặc tải app Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trên điện thoại để hẹn đặt lịch khám tại khoa hỗ trợ sinh sản và nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.